Trên tay mình là một mùi hương nước hoa được đánh giá là có thiết kế ấn tượng nhất. Bạn có bao giờ nhìn thấy chai nước hoa có thiết kế hình đầu hương này chưa? Đây là một chai nước hoa mang tên Lodrop của nhà Penhaligon. Penhaligon là một thương hiệu nước hoa nick lâu đời của Anh. Và những năm gần đây thì Penhaligon cho ra đời bộ sưu tập Portrait Collection với nhiều mùi hương đột phá. Và đặc biệt nhất có thể kể đến là The Tragedy of Lodrop, hay là chai con hương ra đời năm 2016. The Lodrop là một mùi hương chủ điểm rượu brandy sóng sánh cùng với hổ phách, đậu tôn ca và gỗ. Đây sẽ là kiểu mùi hương của người đàn ông chững chạc, lịch lãm và có phần hiện đại. Ưu điểm thiết kế chai sang trọng với nắp đầu hương cực kỳ đẹp mắt. Mùi hương ngửi một cái là dễ yêu liền. Khuyết điểm của nó chính là mùi hương này bán kém, không tỏa mạnh, giá thành cao và khó mua. Tuy nhiên, nếu những khuyết điểm đó không thành vấn đề với bạn thì còn chần chờ gì nữa, hãy sở hữu The Tragedy of Lodrop đến từ Penhaligon.